là yêu xanh. Ôi bên mình là 108, 200, ok, bên này ok, bên này ok. Đậu xanh ping của cao còn thấp hơn cả ping của mình ạ. Ủa, vô lý thực sự. Rưỡi này anh em ơi. YouTuber triệu view. Ping trận này cao quá. Lâng cái mạng tỷ lên view ta. Đúng rồi. Đóng hàng 10 năm đi cho nó sợ. Tháng làm tỷ 9. Tỷ 9 này, 1 tỷ 940 nghìn. Nói cho chuẩn nhá cao. Ok. Nói toàn sai không. Kiếm tiền tỷ là một tin nó sẽ. Ủa nhặt đồ delay này vãi cả nồi. Hai viên shotgun vào đầu không nóc á. Mày đùa tao à? Mày đùa tao. Qua luôn này. Công ngoài chưa không? Công ngoài chưa chết không? Ngoài trong. Công xin ngoài đi. Phải, mình. Công có bắt cầu. Nó nặng lục cục. Chơi, go. Đóng hai là nóc, nó hai là nhân nóc rồi, còn hai là ở dưới. Rồi, từ giờ lên nóc kẹt trước, chờ cục xúc lắm. Nóc một trong nhà này. Còn một tầng hai. Nó nhảy ra rồi. Nó ở dưới. Nó ở dưới rồi. Nó ra ngoài rồi. Nó lại vào trong. À đâu? Nhà bên. Để tôi nó gạt. Ôi thục rồi á. Lọc cái cao làm gì vậy? Cái gì? Ma, ủi nó lag thế. Lag thế. Đứng bên cạnh tôi vẫn sống. Sao nó tôi đen này quán ạ. Lag vào đây, pin 150. Hết căng chưa? Ô thế vậy. Giờ mình vẫn buồn cười bố lọc. Gần mình này, gần mình gì này nhỉ? Mở máy giỏ lag thế. Điên à. Có phải cần hơi nhiều đấy. Còn một tên nữa. Từ, ông lọc đầu tiên. Xong rồi. Từ, mình vừa ấy mình vẫn buồn cười câu bố lọc nói nhưng mình không dám cười to đã sợ đang bán. Cái câu gì nhỉ? Bố à? Có cần hơi nhiều à? Không, cái câu gì mà hai viên sóc căn vào đầu không chết đi. Hai viên sóc căn vào đầu đùa bố à? À đùa mình tao à? Cười. Mình có một cười câu đấy định mày. Mẹ mình giết được nó nhưng mà mình nó lắc. Buồn cười không? Quán ơi, quán. Tim cười bạn kìa. Eo hiểu. Khổ. Các bạn quan sát cái trình của tôi đi. Khổ. Tôi bắn nó xong. Tôi thấy ông Lộc với ông Cao đứng bên cạnh tôi luôn. Điên là ông Cao trên nóc mà. Đứng ngay như tôi luôn này. Điên là ông Cao chạy vào thẳng mà. À đâu quên. Cao đang mày gạt ra đây trên nóc. Đâu lúc đấy cũng Cao vào rồi đúng không? Cao xuống lò mà Cao thấy quán đẩy mạnh thằng đó quá. Cao sợ quán bị gạt á. Cao rút khẩu xốc lò ra hút là đẩy lên hụt cái thục đùng cái quán chết luôn. Tại vì tôi là quán chết luôn. Tôi chết là tôi spike ông Cao luôn mà. Và đúng rồi. Sao? Là Cao cố gắng hết sức rồi đó. Cái đó là Cao là để vấn đề chính là tôi thấy hai ông đứng bên cạnh tôi. Tôi vẫn cầm khẩu súng đàng hoàng. Mà sao tôi chết cái tôi bị gạt luôn. Không hề biết luôn. Mà hai ông đứng bên cạnh luôn. Vẫn thương. Quán ơi, người ta bạn người ta gọi là gì cơ? Rồi, tốt một rồi bạn gọi là sao nhỉ? Bạn phù hộ đi. Nhắm mắt cứ phải lo. Team lúc nào phải có một người phù hộ mà bạn. Trận trước là Cao không thiêng này, không được top 1 này. Trận này cường thiêng này. Trời ơi, không phải cường thiêng đâu mà là Cao còn sống là Cao còn lo được hiểu không? Anh em chết đi cho tôi làm trận sân hốc đi nhé. Không, chơi em nó nỉ nha. Chơi ai đủ. Thả đi anh em. Lỗi đi cốt cường này, không nghe nhá. Lạc thế nhở? Android. Alo quán ơi. Ê, mà này mình nghe thấy mình để mình truyền lại với team nhá. Anh em út đi cho quán bắn. Chơi. Tít cọt sao rồi? Nó bây giờ nó tốt hơn. Quán bảo là anh em út ra cho quán bắn. không sao nghe thấy ai nói gì nhở? Tốt hơn, khỏe hơn. Không nghe ai nói gì hết trơn à? Linh ơi. Lô Lộc ơi.
tường giáo lúc chơi nhờ. Ơi, Lệnh Lộc đây, Linh ơi, Linh có Linh mà 4 băng không? Mà 4 băng á? Có, Linh đang chơi thôi. Có, Linh đang chơi đây, đấy, định vậy. Cái mấy cái vấn đề bạn ạ, bạn bị bịp rồi. Bạn bị bịp rồi quán ạ, khổ lắm. Theo Thành Long ạ. Mình đi kiếm ít nặng. Đây luôn nè. Sao, Lộc có bình phớt không? Bình phớt hả? Lại đầy nữa lần. Nước nữa, ui, có nước đây càng thôi, tốt. Thôi anh em, thật sự là... Nước thì nhiều lắm. Game hiện ra tại biển đã dễ rồi. Đúng rồi. À, biết ngay mà. Lan vào lửa thì... Lan vào lửa thì ai đỡ nổi đây? Cảm ơn Tuấn nha. Game này nó cho bắn 8 người như trên PC nhỉ? PC bắn 8 người đúng không? Em ơi nhớ ăn. Ôi, anh em sẽ đẹp trai bằng ăn. Tạo cất tầm đấy, tạo cất tầm. Mình nói với bạn Linh nha, bạn bắn 8 người. Ủa sao ngoài đây ai rút rồi nha? Vẫn làm cả đời nha. Ok, đúng rồi. Ui, con bot này ngon thế, X6 này. Dội thế nhỉ? Còn giữ X3, X4 không Linh? Có, ui. Ờ, cho lòng xin rồi. Cơ sức gốc cao sân nha. Sợ. Dư lâu em ơi, sao kia. Vào cái nhà này có X6. Ô xuyên, Yi Kao ơi. Chạy vào đây. Anh em ơi, cứu. 4 hàng luôn. Đùa thật. 4 hàng lắm. Ông trời, vui vẻ không cạo nhỉ. Cái gì nói là anh em, 400 mét luôn, 400 mét luôn. Nghe cái giọng này sàm sàm ấy. Đúng Lộc ơi. Nó đang rượt à. Chạy vào đây. Mày đen lắm rồi. Bỏ chạy rồi. Dí luôn. Mày dám dí cao à? Nghe giọng bố cao nghe tao tếu, mình tưởng là đang đùa cơ. Đang đùa mà. Bố chạy đâu ta? Nghe giọng tếu vậy thôi. Bố nó chạy đâu ta, nhanh vậy. Ê. Nhìn mày lại cái đây. Cái nhà. Thế này ấy hả? Sườn đây đâu vậy? Đây chấm xanh tầm đó. Ui giời. Chấm xanh như là cái nhà bên phải. Ok, bọn mình tới đây. Bên trái lục. Nghe rồi, đây, nhà dưới này. Nó có cả họ đấy. Ui, trong nhà kìa, ui, cái định mệnh. Đùa, bạn ơi, làm gì đây, thò ra cái nữa bạn ơi. Mẹ mày. Ra bên ngoài một thằng. Lóc thằng bên ngoài. Bố mày tao mà chết hết. Này thì ngân hả? Ngân 2k hả? Ngân 98 hả? Ngân 98 2k hả? Ta bị hết đó giờ. Ê, quá rồi đó tao đi chơi mày. Chơi để coi mấy bạn chơi xong trận rồi mình nghỉ. À, buồn ngủ quá. Này, ui, không ai có đạn 5 luôn ạ. Ở đây, vẫn thiếu á? Ờ, thiếu trầm trọng luôn. Ui, nãy Lộc cho 140 mà giờ thiếu á. Cái kết 3 của mình đâu ta? Lộc cho 100 viên là rồi. Linh không viên không luôn. Ok. Cao ơi. Ok. Này. Cao. X3 quan lấy rồi nha. À, cả tông xè quá kìa. Tông phát chết luôn. Lên chơi tông phát chết luôn. Thôi. Mình chỉ... Ôi. Thôi, Cao ở đâu vậy? Ủa, Cao xa thế. Ủa, Cao vẫn ở trong... đó, Cao gần mà. Mấy thằng á? Có một thằng à, không nghe tiếng xe, đang nói chuyện à. Đang nút ra đây làm gì? Đang nút đồ keo á, chạy tới. Cái kìa đang chạy, kìa đang chạy kìa. Ừ đó. Ui, 4 thằng ạ. Nhìn này lọc nào. Quậy khóa không có chút backup nhờ. Linh bắn lọt kìa Linh. Bắn lọt được đấy. Cứu đi con, nó sờ mốc rồi. Ok. Nốc thêm rồi, còn một nữa. Ừ, Cao đi xa lắm mọi người ạ. Đấy, mình đang nói để sau. Tài khoản bạn đã bị vô hiệu hóa. Linh còn 24 viên. Bom vào nó chết ngay. Nó chạy đằng sau này, cuối sau này nó cứu. Clear. Gạt, không hình như gạt đấy, gạt. Vẫn còn tính chân. Sao
Ê, còn đúng 14 viên đạn này. Sao Linh bắn game mặt căng thẳng thế? Mặt mình căng thẳng. Cười em thế nào? Này, nem mày phiền quá, đang bắn bây giờ chưa được thấy ai luôn á, thề. Dối thế nhỉ? Cao, cao là cao mặt cũng căng thẳng thế. Bắn game mà. Game chén đã được bắn thì đã bên cao. Ra thử, ra thử xem cam bố Lộc xem mặt bố Lộc có căng không. Mặt mình như thế này mà. Mặt căng. Ờ xem à. Sao mặt Lộc căng không? Căng vãi luôn. Ờ đây xem. Căng vãi. Ôi trời ơi, bây giờ bắt đây. Vãi trưởng. Mình cứ ngồi mình xem ở trên. Lộc đâu? Sao cam cho các chị em ngắm chứ? Trời ơi. Có mọi người còn dùng trứng với chứ. Căng không? Căng không? Căng nhá. Bạn bạn sâu cam lên. Anh em ơi. Giận bay hình. Anh em. Anh em kinh Lộc nhá, bảo là Lộc không cho xem mặt. Hủy subscribe cơ anh. Lộc Lộc nhớ cơ cơ nói nha. Có thằng à. Là bốn thằng núp nhúc núp nhúc. Mày. Thằng à vãi nồi thật. Tỉnh bơ luôn đấy. Có thằng à. Mẹ nãy giờ bị xe dí hai lần nữa nha, mà đi có một mình à, đi có một mình. Không biết, hình như nó sẽ đổi. Nó đang cái xe. Ok, nhưng mà mình ê Lộc ơi. Hơi tay Lộc lại. Không sao không sao bạn. Chụp chó nhanh lắm bạn ơi. Trời ơi anh em xà. Ủa cái gì đấy? Sao lại bay lên trời này? Kẻ nó chạy ra lấy xe kìa. Buồn lắm Cao ơi. Than trách ngay bây giờ. Người đây chỉ xe bắn đấy mọi người. Ờ mà còn nó mình chơi bình cao quá. Kìa mẹ chưa? Vậy chưa? Đây là sắp mặt luôn ai. Là em làm gì cún? Không được rồi. Không được, chỗ mình thấy quá. Quán ơi, em bệnh rồi, bệnh này nhiều. Nhiều người chữa không được. Vậy, nhiều người chữa không được bệnh gì vậy? Bệnh hết tiền bệnh đúng không em? Nguy hiểm bệnh hết tiền. Bệnh hết tiền. Một đầu này. Lóc rồi, lóc rồi, lóc rồi. Chơi luôn, chơi luôn. Nhà nhà ngoài ui mặn lắc thế. Thì lây vãi. Đây là cái nhà nhà. Ở đây đây, ở đúng đúng. Ui thằng dưới nó cũng mở ca các thứ này. Ủa bây giờ Việt Nam mấy giờ ta? 10 giờ mấy à hả đúng không? 10 giờ 20. Đúng vậy. Thường thường là lậu. Mọi người chơi tới mấy giờ? 10 rưỡi đúng không? Mấy giờ? Mấy giờ cũng được. Cao này đi làm không? Không. Tối. Lác thế nhỉ? Ôi trên trên đồi, trên đồi, trên đồi bắn mình này. Buồn lắm em. Chỗ viên. Ủi lag thế, nó delay thế nhỉ? Nghe mấy bạn ấy kêu một viên mà chả thấy đâu, chết. Nhà này xấu ca mà. Cái xe bất kỳ mà có ngồi đâu, máy cứ nổ nhỉ? Đéo nhỉ? Ê, mình hỏi các kênh trên livestream của Lộc nhá. Cho mình hỏi nhẹ cái được không? Anh em thấy Lộc không bật cam có buồn không? Buồn vãi anh em ạ. Buồn không anh quá em? Quá cao là cao bật cam mà, cao bật cam to. Mình mà như thế là mình quá cao đi quá. Anh em quá cao đấy, cao bật cam to đâu, mọi người coi là dưới màn hình luôn nè. Anh em, kênh mình cũng cam to lắm. Nó giỡn người luôn nè. Linh bắn từ đấy là chúng 2 viên rồi đó. Kênh mình càng to lắm mọi người ạ. Chúng ta không đả đảo thì Lộc không bật cam đâu, thật mình, đấy. Mình là boy đẹp trai này. Anh em phải đả đảo. Để mình để tóc giống khá bạnh là cho mình bạnh luôn nè. Sao nhà này xấu quá. Anh nghe là cuốn ơi. Thề luôn, nghiêng người delay vãi, khó chịu thế nhở? Anh đi làm cả ngày á, tối về á, mệt người á. Mấy trận đầu bắn hay nhưng mà... Anh em phải anh em phải kết hợp với nhau đà đảo, bật cam, bật cam, bật cam. Đủ. Cái gì vừa xảy ra vậy? Đậu hiếu, ôi, nó lắc quá. Chẳng có sờ mốc đâu lên. Lộc đây, Lộc ấn nút vào. Bình đình xanh lẻ mà nó lắc dã man một ngàn luôn ấy. Được đấy, mình khều nhiều sợ thằng bạn nó vòng phải mình nó móc này. Thằng phải chỗ hòn đá đúng không?
không biết đoán vậy thôi chứ không. Còn hòn thì là hòn đá định bắn nãy giờ mà. Định mày không có ốp nhở? Ca xem biêu biêu chưa hả? Trên Weibo. Nó móc thật rồi, nó móc thật này, nó móc thật này. Em đã xem cao chưa? Từ cao đây. Ơi. Ngoài vách tường nhá, ngoài viền tường nhá. Ôi, anh em bắn chén thế, hồi còn trẻ là cao đẩy thằng nó chết rồi đấy, cái đó thật. Ừ, bình hôm nay toàn trăm này, trăm hơn. Ôi, anh em bảo là anh em chưa coi các cao bắn rồi. Ôi, lại bị mất á, vãi trưởng à, anh em trực. Có gì mà ngứa mắt, ngứa gãi. What the fuck? Đá chim còn đổ không anh em? Mất tiếng rồi. Lốc 2, lốc 2. Hai thằng đẩy gần sát mình. Bữa nào? Hết đường cứu chữa rồi bạn ơi. Mày tí thôi mà có gì đâu. Nghỉ ngơi đi. Nó bị vào tim sau lưng nóc rồi. Không, linh bắn à, linh bắn nó phát vào đằng sau mà. Không không phải đâu. Thằng tốt. Thằng bị nóc rồi. Gốc cây kìa, gốc cây kìa. Nhìn đâu. Yếu lắm luôn rồi đấy. Lạc. Ừ. Lộc bắn à? Lộc bắn à? Ờ không, lên bắn đi, lên bắn đi. Ơ giữa hai cái ốp rồi nè. Không biết luôn. Ờ có một cái. Vẫn đang có đạn ốp đấy Linh. Kìa kìa, một thằng hướng hạng 145 kìa. À, bây giờ là khoảng một viên giờ như này. Ôi, ngoài bo này. Thì mai chắc anh. Tôi lên xe mình công qua mình lấy góc mình bắn bắn hai một lần. Có gì mai mọi người tán lên nhẹ. Không. Ôi mình không nhặt được đồ luôn ạ. Nát quá. Đi hai xe lên nhá, lên đi xe máy nhá. Ok. Ai. Chỉ có tụi em. Theo ai anh ở lại xem tới cuối. Cảm ơn Ngọc Dung nhá. Thì anh nhớ mà bạn người nào theo anh nhớ. Người delay vãi, có chị thế nhỉ? Thằng gốc cây này lộc sao rồi? Ui đừng mạnh, vừa nốc được nó xong đấy, còn thằng ở trên thôi, bạn này nốc 2 thì mình nốc 2. Ở trên chỗ đoạn nào? À cứu được cái gì, ok ok. Chạy chỗ hòn đá đâu, nó phải ăn được. Đây, trước mặt này cũng hướng là thằng lương lộc kìa. Đó, lộc 2 nó phải cứu thôi, thằng lương lộc luôn này. Cứu 1175. 175. À rồi, thấy rồi. Nó đang phải cứu. Nó vẫn đang phải cứu. Cứ cứu đi, nó không làm gì đâu. Rồi, một thằng hiện kêu rồi. Bom nhẹ. Bom bật. Bom nhẹ, bom bật, bom dính. Rồi, liền. Vãi. Chưa sẽ bóng luôn à? Ừ, hack mà. Hack rồi. Lộc hack nhẹ. Lộ. Có đúng 3. Có đúng 3 viên MK, mình toàn bắn đúng đầu thằng nốc luôn ạ. Rồi rồi nha, lộc hai nha anh em nha. Có xe tới. Xe. Hân chọc quà nha Hân. Một thằng hay sao ấy. Có một này. À còn hai thằng, team lúc nãy là còn một thằng cuối thôi, team này có 2 thôi bạn. Rồi thấy rồi, gốc cây hướng 200. Cực phẩm yếu, ui. Mặn nát thế, bực thế. Định mạnh. Mạng mình lag, mình sấy nó như thế mà nó không chết luôn ạ. À, dối thế nhở. MK hết đạn là cay lắm á. Đang còn M4 mà bạn. Thề là mình sấy thằng đấy cả đầu cả người luôn ấy. Giờ bắt đầu lại lúc 21 giờ. Mẹ ping. Đây. Ping 40 mà nó lag vãi. Em suy nghĩ tí mà đi ăn gì ta. Sáng nè. Ăn ít. Ít ớt. Không làm. Đi ra bỏ đá. Ăn cái đầu gối. Hiểu không làm. Không làm. Cứ ăn cạc. Nam phũ thế. Ô thì nam thì nói thật thôi. Có gì đâu. Nghĩ sao lại vậy. Sắp tới cao đổi camera. Lộc. Người sao? Cho giống.
cho giống camera xóa phông á biết không? Làm sau mờ mờ giống như lấy máy cơ gắn vô. Cao ơi, không làm mà muốn có ăn thì ăn gì? Ăn cướp. Ăn cả. Lắc đồi này. Lọc thấy chưa? Bắn thằng trên à? Không không, thằng ở dưới. Thằng chết, con trên năm rồi. Mù mắt. Không biết. Bạn này làm gì? Rồi thằng cuối, thằng cuối đẩy. Thôi con trẻ là cái đẩy. Từ đó. Không, nếu mày bắn nghe nó không trẻ lại luôn. Kìa kìa, gốc cây đang chạy kìa. À. Ôi, không vào đâu. Ôi, cái định mệnh đi vậy. Dỗi chứ. Anh ơi, em phải cái bắt đầu anh ạ. Mình tưởng nó chạy lại nó cứu cả. Một viên thôi anh ơi. Mày thì cây mai tí nó cây nhang. Cái định mệnh cái thằng này. Tao mệt mày quá ha. Tao mệt mày quá. Rồi. Mình định giết nó bằng ốp mà mình bắn 3 viên không trúng vào đầu nó ạ. Rồi nha, mình nghỉ nha mấy bạn. Dỗi vãi. Ui, anh em mình hủy diệt quá Lộc ơi.